Chào các em, hôm nay đến tiết vật lý 8, cô sẽ dạy mấy em một bài mới. Thì mấy em quan sát, một vật nhúng chìm vào chân chất lỏng, chịu tác dụng của mấy lực đó là những lực nào? Hãy biểu hiện lực đó trên hình vẽ thì mấy em đã học ở cái bài Archimedes rồi. Lần để Archimedes, thì khi một vật nhúng vào trong chất lỏng thì nó sẽ chịu tác dụng của hai lực. Một lực là về trọng lượng của cái vật đó và cái thứ hai là lực đẩy Archimedes. Trọng lực thì là về có chiều thẳng, thẳng đứng, phương thẳng đứng và chiều hướng hướng xuống. Còn lực đẩy Archimedes là phương thẳng đứng, chiều hướng hướng lên. Thế đây là trọng lượng B của vật. Và cái thứ hai là lực đẩy Archimedes FFA. Như vậy là khi nào thì khi vật nhúng vào trong chất lỏng nó sẽ chìm, nó sẽ nổi và nó sẽ lơ lửng. Thì chúng ta đi vào cái bài mới là bài 12, là bài sự nổi. Thì ở đây mấy em thấy là gì? Một con tàu rất là lớn. Cô xin lỗi, một con tàu rất là lớn, nhưng mà là vì tàu nó là vậy lại nổi trên mặt nước, trong khi đó hòn bi thép nó lại nhỏ nhưng là nó chìm. Để giải thích cái hiện tượng này thì chúng ta đi vào cái phần một La Mã là điều kiện sự nổi sự chìm. Thế một vật nhúng vào trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào? Phương chiều của chúng có giống nhau hay là không? Thì em thấy là ở đây ba vật hay một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của các lực là trọng lực B và lực đẩy Archimedes. Thì bài này nói tiếp luôn cái bài lực đẩy Archimedes anh em. Mà một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của lực nào đây? B và lực đẩy Archimedes. Các lực này nó cùng phương và ngược chiều. Hai điều kiện là vật nổi, vật chìm là một la mã của cái bài 12, nhưng mà ba la mã của luôn giữa cái bài 11 và bài 10, 12 là chủ đề lực đẩy Archimedes sự nổi đó em. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba vật với điều kiện là A là B lớn hơn FA, B nó sẽ bằng FA và B nó sẽ nhỏ hơn FA. Thì vật sẽ như thế nào? Bây giờ trước khi để vật như thế nào thì chúng ta phải biểu diễn lực của nó. Thế như vậy là B nó sẽ lớn hơn FA, B bằng FFA và B nhỏ hơn FFA. Như vậy vật sẽ như thế nào? Nếu B nó lớn hơn thì vật nó sẽ lặn xuống, như vậy là vật sẽ chìm. Ha, vật nó sẽ chuyển động đi xuống phía dưới là vật chìm. Còn cái này là hai lực này nó cân bằng nhau thì cái vật này nó sẽ đứng yên, cho nên là vật lơ lửng, không chìm và không nổi là phần câu B. Câu C là chuyển động lên trên mặt nước tại vì lực đẩy Archimedes lớn hơn. Nên là vật nổi. Vậy là ABC đấy chính là điều kiện vật nổi và vật chìm. Vật nổi khi nào? Khi B lớn hơn FA. Xin lỗi, vật chìm khi nào? Khi B lớn hơn FFA. Vật đứng yên khi B bằng FA. Và vật nổi khi B nhỏ hơn FFA. Đây là điều kiện của vật nổi và vật chìm. Em ghi phần này vô. Độ lớn của lực đẩy Archimedes khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Người ta hỏi là tại sao miếng gỗ thả vào trong nước lại nổi? Nó nổi chính là FA lớn hơn B của gì em? B của gỗ. Ha. Miếng gỗ thả vào nước lại nổi lên vì lực đẩy Archimedes tác dụng lên miếng gỗ khi nó chìm trong nước lớn hơn trọng lượng của miếng gỗ. Như vậy B gỗ nó sẽ nhỏ hơn là FA. Câu C4. Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng B của nó và lực đẩy Archimedes có bằng nhau không? Thì là hai cái vật này nó sẽ bằng nhau. Ha. Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước rồi thì trọng lượng của nó bằng nhau. Câu C5 là độ lớn của lực đẩy Archimedes được tính bằng công thức FA bằng D nhân V. FA lực đẩy Archimedes đó em. Trong đó D là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau. Còn câu không đúng em. A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ. Câu này đúng. V là thể tích của cả miếng gỗ là sai, tại vì miếng gỗ nổi trên mặt nước mà. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước là đúng. V là thể tích được gạch chéo trong hình, như vậy cũng là đúng. Như là chúng ta chọn câu B là câu sai. Nên chúng ta chọn câu B. Như vậy là độ lớn của lực đẩy Archimedes
khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng là Fa bằng D nhân, nhân V, trong đó D là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét khối, còn V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng, hay là thể tích của vật chiếm chiếm chỗ. Chúng ta sang phần 3, la mã là phần vận vận dụng. Biết B bằng DV nhân V. Tất nhiên là đây là công thức tính tính trọng lượng, chúng ta học ở năm lớp cấp 6 rồi. B bằng D của vật nhân đi cho thể tích của vật. Fa thì bằng D của chất lỏng nhân cho thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chiếm chỗ. Vật sẽ chìm khi là DV lớn hơn DL là D của chất lỏng đó. Như vậy là vật sẽ chìm xuống khi trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Thứ hai, vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi D của vật bằng D chất lỏng. Và vật sẽ nổi trên mặt chất lỏng khi D vật nó sẽ nhỏ hơn D chất lỏng. Thì cái này ngoài ba cái điều kiện chúng ta học ở cái phần một la mã hồi nãy, tức như là phần một la mã, thì chúng ta sẽ thêm ba cái điều kiện này vô thêm nữa. Hay dựa vào đó mà chúng ta sẽ có những cái giải thích rõ ràng với đó, vật nổi và vật vật chìm. Đây là cái phần chứng chứng minh. Cái phần này thì mấy em chỉ tham khảo thôi, mấy em không cần ghi, mấy em chỉ ghi những cái chữ màu xanh cho cô thôi, và mấy em thuộc luôn cái chữ, những cái chữ màu xanh này cho cô nha. Thì ở đây mấy em thấy là dựa vào cái trọng lượng riêng của vật và trọng lượng riêng của chất lỏng thì người ta sẽ giải thích được tại sao biển chết khi chúng ta nằm thì nó sẽ không chìm, hay mặc dù chúng ta không biết lỗi đi chăng nữa. Thì do là gì, biển này là mặn, là mặn, cho nên là nó có trọng lượng riêng của muối. Nó trong nước muối ở biển này nó rất là lớn, nó lớn hơn trọng lượng riêng của cơ thể con người, cho nên con người ở trong đó nó sẽ không chìm. Thì trọng lượng riêng của người thì khoảng là 11.214 newton trên mét khối, còn của nước biển chết thì tới 11.740 newton trên mét khối. Cho nên là chúng ta thấy rằng là gì đây, nước biển chết chúng ta không chìm, nhưng mà nước biển bình thường thì nó sẽ chìm các em, tại vì nước biển bình thường nó có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng của con người. Cho nên D người nhỏ hơn D nước, D biển chết, cho nên là D người nó luôn luôn là người sẽ nổi lên trên mặt nước. Thì câu C7 hỏi là thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi lại nổi, còn bi thép lại chìm? Biết rằng tàu không phải là một khối thép đặc mà nó có nhiều khoảng rỗng. Thì người ta giải thích là về do có nhiều khoảng rỗng làm cho về mem khối lượng riêng của nó như thế nào giảm đi. Và người ta giải thích như thế nào đây? Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc. Bên trong tàu có nhiều khoảng trống nên trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. Cho nên nước đẩy ở dưới đi lên, trọng lượng của tàu đi xuống, như vậy là D tàu nó sẽ nhỏ hơn D nước, cho nên là gì? Tàu sẽ nổi trên mặt nước. Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước. Mấy em lưu ý là gì? Trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước, cho nên là gì đây? Hòn bi thép nó chìm, tại thép sắt là khoảng 13.000, còn nước chỉ có 10.000 thôi, cho nên là hòn bi thép nó sẽ chìm. Nhưng mà em lưu ý là gì? Hòn bi thép thả vào trong thủy ngân thì sẽ như thế nào? Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì hòn bi nổi hay chìm? Thì thép thì 73.000 newton trên mét khối, còn của nước chỉ có 10.000 newton trên mét khối thôi, còn của thủy ngân thì 136.000 newton trên mét khối. Cho nên khi chúng ta thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hòn bi thép nó sẽ nổi, vì D thép nhỏ hơn D thủy ngân. Còn hồi nãy chúng ta thả thép vào trong nước là nó chìm, lý do là D thép là 73.000 newton trên mét khối, trong khi đó của nước chỉ có 10.000 newton trên mét khối thôi. Giờ thì người ta cho hai vật M, N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước, M chìm xuống đáy còn N lơ lửng. Gọi BM là trọng lượng của M, gọi BN là trọng lượng của N, gọi AM là lực đẩy ở cm lên M, FAN là lực đẩy cm lên, chọn dấu lớn nhỏ. BM chìm. Như vậy B này là B nào lớn? BM lớn hơn BN, N.
Lực đẩy hạt Smith của hai vật này nó bằng nhau. Lý do là tại sao em biết không? Do thể tích của vật nó bằng bằng nhau, đều nhúng chìm vào trong một chất lỏng thì nó ép nó sẽ bằng bằng nhau. Cái thứ hai, FAM và BM. Vậy là do FAM và BM mà M nó chìm thì BM nó sẽ lớn hơn FAM. M chìm chứng tỏ là BM lớn hơn FA. FAM. Lơ lửng thì hai cái này nó bằng bằng nhau. FAN và BN nó bằng bằng nhau. Và BM BN thì BM nó sẽ lớn hơn BN. À, đó là câu chính. Thầy cái này là về nhà mấy em học cho cô cái phần ghi, ghi nhớ. Ngoài cái phần ba cái điều kiện B lớn hơn FA, B nhỏ hơn FA và B bằng FA thì chúng ta phải học thêm ba cái điều kiện của cái phần DA, D vật và DN, D lỏng đó. D vật lớn hơn D lỏng thì chìm, mà D vật nhỏ hơn D lỏng thì nổi đó. Mấy em học thêm cái phần câu C, câu C6. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy hạt Smith được tính như thế nào? Tàu ngầm thì mấy em biết đây, đây cô giới thiệu thêm cho mấy em cái tàu ngầm ha. Tàu ngầm là một cái tàu chạy ở dưới mặt nước, có phần đáy có nhiều ngăn, và có thể là chúng ta muốn cho nó nổi lên hay là chìm xuống thì ăn thua chúng ta là gì đây, bơm nước vào và thải nước ra ha. Có thể dùng máy bơm để bơm nước vào hoặc đẩy nước ra, nhờ đó người ta có thể làm thay đổi trọng lượng riêng của tàu để cho tàu lặn xuống lơ lửng trên nước hoặc nổi lên trên mặt mặt nước. Là do cái đáy tàu chúng ta là gì, thay đổi cái nước ở trong cái đáy tàu để cho thay đổi trọng lượng riêng của tàu, để cho tàu chìm hoặc là tàu tàu nổi. Nếu tàu chìm thì trọng lượng riêng của tàu nó phải lớn hơn nước biển, còn nếu mà trọng lượng, nếu như mà tàu nổi thì trọng lượng riêng của tàu phải nhỏ hơn lực đẩy hạt xí Archimedes. Ngăn có nhiều ngăn. Đây là hình ảnh một số tàu ngầm khi nổi trên mặt nước và khi lặn trong lòng biển. Thì ở đây là do cái sự cố tràn dầu, thì em thấy là về những cái thuyền mà người ta chở dầu ở trên biển mà người ta làm cho tàu nó chìm đó, thì em thấy là gì, do khối lượng riêng của dầu nó nhỏ hơn khối lượng riêng của nước, cho nên là gì, tàu nó sẽ nổi, tàu xin lỗi, dầu nó sẽ nổi trên trên mặt mặt nước, làm cho ô nhiễm môi trường. Dầu thì nó nhỏ, cái trọng lượng riêng của dầu nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. Dầu thì khoảng 8.000, còn nước là 10.000. Cho nên là dầu chúng ta là gì đây, nổi trên mặt nước, và nếu như có hiện tượng tràn dầu thì gây cho ô nhiễm môi trường, sinh vật biển nó sẽ chết. Hay là người ta gọi là cái hiện tượng mà dầu tràn, người ta còn gọi là thủy triều đen. Sinh hoạt của con người và các chất thải thì em thấy là gì đây, những cái khí thải lớn như NO, CO2, SO2 đều nặng hơn không khí nên có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất, làm cho chúng ta ô nhiễm môi trường. Nó không bay lên thì chúng ta ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo an toàn trong vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời gây sự cố tràn dầu, phải lưu thông không khí ha. Hạn chế khí thải độc hại, đó là cách bảo vệ môi trường. Thì chúng ta chuyển những cái năng lượng ô nhiễm thành cái năng lượng sạch, thì em thấy là gì, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, đó là gọi là sử dụng năng lượng sạch hoặc là năng lượng xanh. Đây là thảm họa thủy triều đen sau khi sự cố nổ giàn khoan trên vịnh Mexico vào cuối tháng 4 năm 2010. Thì khi nổ cái giàn khoan thì dầu nó sẽ tràn ra biển, và cái hiện tượng này người ta gọi là thủy triều đen, làm cho là dày các sinh vật ở dưới biển chúng ta bị ô nhiễm và chết đi. Thì cái này là chúng ta vào học bài sự nổi, thì sự nổi chúng ta có điều kiện gì? Điều kiện thì chúng ta có ba cái điều kiện: vật nổi lên, vật lơ lửng và vật chìm, em vật chìm chìm xuống.
phải không? Chúng ta có mỗi một cái chúng ta có hai điều kiện kèm theo B, F và D. Độ lớn của lực đẩy hạng Smith. Chúng ta có FA bằng D nhân D nhân V. Mấy em lưu ý là gì? Điều kiện vật nổi vật chìm mấy em là gì? Tổng cộng là vật nổi lên thì chúng ta có B nhỏ hơn FA và DV nhỏ hơn DN L. Mấy em lưu ý. Thì bài học chúng ta đây là kết thúc. Chào các em.